Chào cả nhà nha, hôm nay là ngày rằm tháng 5. Lượng Anh đi review lại một cảnh chùa Hợi Quang nằm ở thị trấn Diên Khánh, Phú Lộc Tây, đường tỉnh lộ 8, đường Đồng Khởi nha cả nhà. Cả nhà mình đi cùng tham quan với Lượng Anh nha. Đây là chùa Hợi Quang. Đó là cổng tam quan đó cả nhà. Chùa Hợi Quang đó cả nhà. Diện tích đất này là có 5.000 mét vuông nha cả nhà, đó hồ cá coi đó cả nhà. Xây dựng năm 1950, hồi xưa là một ngôi chùa nhỏ, rồi sau này một ngàn ngày 10 tháng 9 năm 1892 qua đời, rồi đỡ lại cho một người con đó. Thì bây giờ người con là trùng tu lại ngôi chùa này đỡ coi như thời các chư Phật, nhưng mà qua một thời kỳ là xây dựng rất là lâu, vì ở tỉnh duyệt, ở huyện duyệt, trung ương duyệt, tùm lum ta la duyệt hết, thành ra cái nó kéo dài tới là 14 năm đó cả nhà. Hôm nay cũng coi như đạt được 99% chứ chưa đạt hết được. Thành ra cả nhà mình cũng theo chân Lượng Anh đi xem đỡ những cái vẻ đẹp ở những các chùa, những cái nhà. Khi cả nhà mình xem kênh Lượng Anh Vlog thì cả nhà cũng nhớ ủng hộ cho mình lượt đăng ký, lượt chia sẻ cho đỡ Lượng Anh có động lực, Lượng Anh cùng đi quay tiếp chứ. Những cái nhà. Đó là trước sân đó. Tượng Phật Bà Quan Âm. Đó là những cái ô đó để hũ tro cốt ở cả nhà.
Đây là bốn bức tượng Phật. Nhưng mà xa xa thì quay thấy mà vô gần là quay ít cái thấy cả nhà. Tại vì cái màn hình nó trống quá. Không thấy hết khuôn mặt được. Cả nhà thông cảm nha. Sáng nay là rằm ở trên chùa ông Phật lớn xã Diên Lạc á, là có làm cơm từ thiện 1.000 phần, nhưng mà đường anh cái lên đó thì thầy là nói bây giờ là xe chở đi phát tận nơi cho nên là đường anh cảm thấy là đường anh đi không được, cho nên đường anh quay về lại để quay cái chùa này, chùa Hệ Quang. Cho đó rồi là cơm thì cho chỗ 50 phần 70 phần rồi, cả nhà thành ra là đi không có được, nó thành ra thôi đỡ cho bốn đạo ở nhà chùa họ đi phát, thành Lương Anh đi quay về lại. Chứ Lương Anh cũng muốn đi phát cơm từ thiện đồ ghê lắm, tại vì mình làm từ thiện mà cũng cố gắng, nhưng mà phải phát một chỗ thì Lương Anh cũng đi rồi, để phát nhiều nơi quá cả nhà. Đây là toàn dưới đó cả nhà. Tầng dưới cũng thờ quy mô lắm. À, một khi Lượng Anh không đi quay chùa thôi, chứ quay chùa là Lượng Anh quay rất là kỹ, quay từng chi tiết cho cả nhà mình cùng xem trong nước cũng như ngoài nước, cùng bà con bạn bè anh em chiến hữu gần xa. À, không xem thì thôi thì xem cho nó đáng, cho nhắc nhà ông giữ kéo tới cái lui là Lượng Anh không có thích. À, thành ra cả nhà mình có coi cái kênh của Lượng Anh mà khi đi quay chùa thì cả nhà mình thông cảm. À, bỏ chút thời gian để xem cho nó hết cái đít của Lượng Anh nha cả nhà. Một chiếc chuông rất là lớn. Một cái mỏ cũng rất là lớn. Một bức tượng cũng rất lớn luôn cả nhà. Nhìn trong màn hình vậy chứ ngồi nó lớn lắm. Đây là phía sau nha cả nhà. Phía sau nó hơi tối chút xíu. À, chỗ này thông cảm nha cả nhà, tự nhiên màn hình nó bị mất màu trong cái đoạn ngắn thôi cả nhà. À, cáo lỗi cả nhà nha. À, rằm tháng 5 là 15 âm lịch thì Lượng Anh không có gì hơn, Lượng Anh cũng đi quay chùa trước và cũng gieo duyên cho chùa cho bản thân mình, sau nó cũng cầu nguyện cho thập phương bá tánh gần xa, anh em bà con bạn bè ở trong cũng như ngoài nước bình an vạn sự mạnh giỏi. Chào cả nhà nha, chào.